dòng tiền từ châu Á đang chảy vào Bitcoin và P-Network. Theo báo cáo của Bloomberg, dữ liệu gần đây từ CryptoOne cho thấy khối lượng giao dịch Bitcoin giảm ở phía Tây bán cầu và gia tăng đáng chú ý ở châu Á so với năm trước. Singapore, Nhật Bản và Hàn Quốc đã được xác định là trung tâm quan trọng cho các hoạt động tiền điện tử ở châu Á. Ngoài ra, các chính sách thuận lợi của Hồng Kông đối với công ty tiền điện tử đã thu hút sự chú ý từ cả nhà đầu tư và sàn giao dịch. Bên cạnh đó, các chính sách độc quyền về tiền điện tử từ Trung Quốc và Ấn Độ cũng tạo động lực thay đổi. Bất chấp tâm lý tiêu cực xoay quanh tiền kỹ thuật số ở các quốc gia đại diện cho hơn một nửa dân số châu lục này, thị trường châu Á đang mở rộng, làm nổi bật khả năng phục hồi và thích ứng của ngành. Ở một phương diện khác, một trong những loại tiền điện tử phổ biến nhất thế giới P-Network cũng đang tập trung về châu Á, khi Hàn Quốc, Nhật Bản, Trung Quốc và Việt Nam là bốn quốc gia có số lượng máy nốt nhiều nhất thế giới. Nhiều ông lớn phố Wall muốn khởi động lại FTX. Theo hồ sơ nộp lên tòa án vào ngày 22 tháng 6 tại tòa án phá sản Delaware, nhà tư vấn của FTX là Alvarez và Marshall đã công bố danh sách 363 bên chủ nợ đang quan tâm đến một phần hoặc toàn bộ việc khởi động lại FTX 2.0 và đã được liên hệ, ký một thỏa thuận không tiết lộ để tìm kiếm thêm chi tiết về việc tái cấu trúc và khởi động lại sàn giao dịch. Những cái tên đáng chú ý trong 363 chủ nợ của FTX bao gồm Nasdaq, Ripple Labs, Galaxy Digital, BlackRock, Chai Capital, Robinhood, NIDIG và OKCoin. Được biết, các công ty cũng đang tìm cách đầu tư vào FTX 2.0 khi nhóm dưới quyền giám đốc điều hành John Jay làm việc về thư quy trình đấu thầu. Các bên quan tâm, các nhà tạo lập thị trường giới thiệu và khởi chạy lại FTX Nhật Bản. Trong khi đó, một số công ty tài chính truyền thống đổ xô vào ngành công nghiệp tiền điện tử. BlackRock đã nộp ETF Bitcoin giao ngay, JP Morgan đã triển khai thanh toán chuỗi khối euro bằng cách sử dụng JP Mcoin và sàn giao dịch tiền điện tử EDX Markets, được hỗ trợ bởi Citadel Security, Fidelity Digital Assets và Charlie Schwab đã bắt đầu dịch vụ giao dịch tiền điện tử. Barcelona tái xuất sân chơi NFT. Câu lạc bộ bóng đá Barcelona chuẩn bị mở bán NFT thứ hai trong bộ sưu tập gồm 10 NFT huyền thoại của mình, khắc họa lại những khoảnh khắc biểu tượng trong lịch sử câu lạc bộ. Theo thông cáo báo chí, NFT có tiêu đề Empowerment là mã thông báo có 102 do nghệ sĩ Remedline của World of Women tạo ra. Nó sẽ có sẵn để mua thông qua đấu giá trên thị trường OpenSea từ ngày 26 tháng 6 đến ngày 28 tháng 6. Tác phẩm nghệ thuật lấy cảm hứng từ cầu thủ bóng đá người Tây Ban Nha Alexia Putella, người đã giúp Barcelona giành chiến thắng trong trận bán kết giải vô địch nữ gặp đội tuyển Đức Wolfsburg vào tháng 4 năm 2022. Với gần 92.000 khán giả theo dõi trận đấu, NFT vinh danh chiến thắng lịch sử cho đội tuyển bóng đá Tây Ban Nha. Chủ sở hữu của NFT sẽ nhận được hàng loạt lợi ích độc quyền khác, gồm cơ hội gặp gỡ trực tiếp với cầu thủ Putella, một đôi giày đá bóng có chữ ký của cô, một chiếc ghế hàng thật giá thật từ sân vận động Camp Nou và một bức chân dung của Putella kèm chữ ký. Đây không phải là lần đầu tiên câu lạc bộ này tham gia vào sân chơi NFT. Trước đó, vào năm 2022, FC Barcelona đã công bố NFT đầu tiên trong bộ sưu tập kiệt tác In A Way Immortal, lấy cảm hứng từ cố cầu thủ bóng đá Johan Cruyff để tôn vinh lịch sử của câu lạc bộ cũng như tri ân nhiều cầu thủ và người hâm mộ. Nhà đấu giá Sotheby's đã mua NFT với giá gần 700.000 đô la sau khi phát hành. Cơn sốt GCV quay trở lại khi Pi coin điều chỉnh mạnh. Bất chấp phong trào GCV vấp nhiều tranh cãi và giá Pi vẫn đang lao dốc từ đỉnh 12.000 Việt Nam đồng xuống còn khoảng 9.000 đồng chỉ trong vòng một tuần, GCV ở Bắc Ninh vẫn được tổ chức vào ngày 25 tháng 6. Theo thông tin từ ban tổ chức, GCV tại Bắc Ninh sẽ có khoảng 2.000 Pioneer tham dự với nhiều hàng hóa giá trị được đem ra đồng thuận. Chưa biết quy mô và chất lượng của sự kiện trên sẽ đi tới đâu, nhưng trong bối cảnh Bitcoin đang rớt giá thê thảm, nhiều Pioneer đang kỳ vọng chương trình này có thể góp phần thúc đẩy giá Bitcoin. Ngoài ra, cộng đồng Pioneer tại Việt Nam cũng đang đổ dồn ánh mắt về ngày Pi 2 giây 28 tháng 6, khi vào ngày này, một trong những dự án nổi bật nhất của hệ sinh thái Pi, Bbridge cũng sẽ chính thức khai trương văn phòng tại Cần Thơ. Tại đây, các Pioneer không chỉ được chứng kiến giờ phút lịch sử của dự án, mà còn có cơ hội được lắng nghe các chuyên gia trong ngành thảo luận về P-Network, về bối cảnh tài chính và các chiến lược đầu tư. Ngoài ra, như một phần hưởng ứng cho phong trào GCV trên toàn cầu, Bbridge còn có gian hàng mua sắm, đồng thuận bằng P-Coin và còn phần quà hấp dẫn khác. Sui và Aptos sắp khởi động đợt mở khóa khủng tháng 7. Theo thông tin thu được từ token Unlocks, Sui và Aptos, hai dự án Layer 1 đã làm mưa làm gió trong không gian crypto, cả hai nền tảng đang chuẩn bị phát hành thêm token vào tháng 7. Trong trường hợp của Sui, hơn 61 triệu token dự kiến sẽ được mở khóa vào ngày 9 tháng 7. Sự kiện mở khóa này trị giá hơn 48 triệu đô la, chiếm chưa đến 1% tổng nguồn cung token.
Các token đã mở khóa sẽ được phân bổ cho Foundation và chương trình Community Access Program. Ngoài ra, Aptos đã lên kế hoạch mở khóa hơn 4,5 triệu APT, trị giá hơn 33 triệu đô la. Quá trình mở khóa sẽ bắt đầu vào ngày 12 tháng 7, chủ yếu mang lại lợi ích cho cộng đồng và quỹ. Được biết, cả Sui và Aptos đã thu hút được sự chú ý đáng kể khi ra mắt thành công. Tuy nhiên, hiện tại, hai token này có tỷ lệ lưu hành tương đối thấp. Sui có ít hơn 10% số token đang lưu hành, trong khi Aptos có chưa đến 20%. Vì vậy, những lần mở khóa token sắp tới có tiềm năng đáng kể cho cả hai token khi họ giới thiệu nguồn cung lớn hơn vào thị trường. Xin cảm ơn quý khán thính giả đã lắng nghe bản tin. Zyptolist VN xin chúc các bạn một buổi sáng tràn đầy năng lượng. Xin chào và hẹn gặp lại trong các video tiếp theo.